Chào mừng anh em đến với Bún Review. Hôm nay hãy cùng mình tiếp tục phần 3 của cánh bùn đen nhé. Anh em nào chưa xem hai phần phim trước thì mình có gắn link ở phần mô tả của video nhé. Trong phần trước, Flint muốn trả thù cho bà Barlow nên ông đã phá hủy lãnh thổ của thống đốc ASHE bằng mọi giá. Cùng lúc ở một vùng biển khác, có một thuyền trưởng tên là Edward Tech, đó chính là tên cướp biển râu đen nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bên kia, Vay đang dẫn đầu băng của Jack đuổi theo một con tàu đang lên tàu. Theo thông tin của Jack thì có một lượng lớn gỗ trên con tàu này, điều này đương nhiên là rất quan trọng để sửa chữa pháo đài. Nhưng Vay lại phát hiện tàu buôn đang ném người xuống biển, rõ ràng đây hoàn toàn không phải là một con tàu chở gỗ mà là để vận chuyển nô lệ. Thế là Vay đa quyết định cứu người, phải nói rằng thuyền trưởng tàu buôn này rất tàn nhẫn. Để trốn thoát, hắn không ngần ngại ném tất cả nô lệ xuống biển, nhưng hắn không bao giờ ngờ tới điều này khiến Vay cực kỳ ghét, vì thế khi anh đuổi kịp tàu buôn, điều đầu tiên anh ta làm là ném thuyền trưởng xuống biển. Tại đảo Jack đang có nhiệm vụ là sửa chữa pháo đài, nhưng đã 2 tuần trôi qua chẳng có gì thay đổi, điều này khiến Mark và An rất lo lắng. Vì việc cải tạo pháo đài này liên quan chặt chẽ đến sự an toàn của vàng của họ, và chẳng bao lâu Vay đã trở lại với những nỗ lực của mình. Về việc Jack cung cấp thông tin sai lệch nên anh đã rất tức giận, Jack giải thích điều này. Lý do pháo đài này không được tu sửa là không có nhân lực, những tên cướp biển trên đảo này hoàn toàn không phải để làm việc. Trong trường hợp này chỉ có thể nghĩ ra cách để kết nối với những người ở bên ngoài. Tất nhiên Jack cũng xin lỗi vì đã giấu nó và hứa đối xử bình đẳng với nô lệ, tuy rằng trong lòng Vay vẫn có chút khó chịu. Nhưng tất cả những gì Jack nói có vẻ hợp lý, điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng sửa chữa pháo đài. Trên biển, Silver tiếp cận Flint muốn đưa ra một số lời khuyên, vì danh tiếng của Flint quá điên rồ nên thực sự không cần phải vội vã về phía trước. Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, tất cả danh tiếng này sẽ bị lãng phí. Nhưng Flint không để ý đến sự thuyết phục của anh ta. Sau đó Silver yêu cầu bác sĩ kiểm tra chân của mình. Mặc dù sau vài tuần nghỉ ngơi anh ấy đã thích nghi với chân giả, nhưng dù sao đây cũng là một chấn thương mới, cộng thêm ma sát với chi giả, vết thương của Silver có xu hướng ngày càng nặng hơn. Bác sĩ muốn anh ấy nghỉ ngơi, nhưng chàng trai trẻ này không muốn mình là kẻ bỏ đi, vì vậy sau khi xử lý một thời gian ngắn anh lại đeo chân giả vào. Không lâu sau khi nghỉ ngơi, thủy thủ đoàn bất ngờ phát hiện một con tàu đậu cách đó không xa, nhìn qua thì con tàu này thuộc về một tên cướp biển Nazor. Nhưng điều kỳ lạ là con tàu không có một ai tại đó, Flint cũng quan sát một lúc lâu mà chưa hiểu chuyện gì, Silver đề nghị mọi người đến gần hơn. Theo quan điểm của anh thì mọi người đều là cướp biển nên có thể đối phương cần sự giúp đỡ của họ, nhưng Flint lại không muốn phiền phức. Bên cạnh đó họ đang thiếu nguồn cung cấp, thứ hai là có một cơn bão đang đuổi theo sau mông họ, nếu việc này bị trì hoãn do việc giải cứu thì có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Chẳng mấy chốc họ đã đến gần con tàu ma, từ khoảng cách gần con tàu không bị tấn công, nhưng tất cả thuyền viên trên tàu đã biến mất. Bên cạnh đó đồ dùng trên tàu cũng sạch sẽ. Và khi Flint tới cabin của thuyền trưởng, ông thấy một người đang ngồi ở đây, mặc dù bề ngoài không rõ ràng lắm, nhưng ông ấy phải là thuyền trưởng. Chân của ông bị trói bằng dây xích và nhiều vết thương trên người, chắc ông ấy đã mất mạng lâu rồi. Có một cuốn nhật ký trên bàn trước mặt với một câu được lặp đi lặp lại: chúng ta sẽ chết một mình. Flint suy đoán vị thuyền trưởng này bị cấp dưới bỏ lại vì không còn hy vọng sống sót nên đã tự kết liễu mình, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra với Flint. Ông luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Để tránh đêm dài lắm mộng, ông yêu cầu mọi người trở về eo biển. Nhưng bất ngờ một con tàu khác đang đến gần, có một lá cờ Anh treo trên chiếc thuyền đối diện. Flint liền suy đoán đây là thợ săn cướp biển người Anh về con tàu ma đó là để thu hút sự chú ý của họ. Vậy là Flint nhanh chóng chỉ đạo thủy thủ đoàn trốn thoát. Hiện tại họ đang thiếu đạn dược chứ nếu không sẽ ở lại chiến đấu hết mình. Mặc dù Flint không muốn thách thức, nhưng thứ này không phải là thứ bạn có thể chạy trốn nếu muốn. Do điều kiện gió và các yếu tố khác, chiến hạm lớn này vẫn nhanh chóng tiếp cận. Trong chớp mắt hai con tàu đã ở trong tầm bắn của nhau. Nhưng điều kỳ lạ là chiến hạm này không khai hỏa. Và đúng lúc Flint và những người khác đang thắc mắc thì có người hét lớn. Billy và những người khác ngay lập tức chết lặng. Người đang la hét không phải là người khác, đó là thuyền trưởng cũ. Hóa ra thuyền trưởng cũ, kế toán và những người khác, sau khi bàn giao Elinor đã trở thành những kẻ tiên phong chống cướp biển cho nước Anh. Ông ta yêu cầu Phil cần giao súng thì sẽ không bị giết. Flint nhìn qua cảm thấy không thể bị mắc bẫy, vì vậy ông đã nói với mọi người tên thuyền trưởng già này chỉ giỏi khoe khoang. Nếu ông ta có khả năng đó tại sao lại không dám tấn công, có vẻ như ông đang sợ họ. Vậy thì Flint chắc chắn không thể đầu hàng, nếu không sẽ thật xấu hổ nếu tin tức lan truyền về nó. Lúc này Flint nói họ có thể lao vào cơn bão, hãy nhanh chóng di chuyển trước khi thuyền trưởng già nổ súng. Flint ra lệnh cho mọi người bắt đầu hướng về phía cơn bão. Động thái này thực sự khiến thuyền trưởng già ngạc nhiên. Trong khi ông ta nổ súng, con tàu của Flint đã quay đầu. Dù có bị trúng vài viên đạn pháo nhưng điều này không ảnh hưởng đến điều hướng. Xem tình huống này, thuyền trưởng già cũng hiểu suy nghĩ của Flint. Và đồng thời, trong một ngục tối ở London, một người đàn ông tiếp cận Elinor. Người này tự gọi mình là Goodes Rogers. Ông là thống đốc mới được bổ nhiệm của Bahamas. Để lấy lại Nassau càng sớm càng tốt, anh ta hy vọng Elinor có thể hợp tác với mình. Goodes muốn Elinor cung cấp cho anh ta một danh sách. Ban đầu anh nghĩ mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để thuyết phục Elinor đầu hàng, không ngờ vẫn chưa nói xong cô đã cầm bút lên ghi tên. Sau đó Goodes đã đưa Elinor trở lại Nassau. Có thể được nhìn thấy từ một số tàu đậu trong cảng thì lần này Goodes chắc chắn sẽ thắng. Và nói về Nassau thì Râu Đen cũng đã tới đây,
Đầu tiên ông ta hỏi mọi người về Vây, liệu rằng hai người này có mối liên hệ gì với nhau. Sau thời gian lênh đênh trên biển thì còn một khoảng cách phía trước cơn bão, đoàn làm thủy thủ cũng thực hiện từng đợt nghỉ ngơi. Nhưng khi Flint đang nghỉ ngơi thì ông mơ màng gặp lại Ba Lâu. May thay giấc mơ này không kéo dài lâu vì ông đã bị Billy gọi dậy, bây giờ họ đang tiến gần hơn đến cơn bão. Thuyền trưởng già cũng cứng đầu đuổi theo cách đó không xa, thỉnh thoảng còn bắn vài quả đạn pháo từ sau, ý nghĩa này cũng khá rõ ràng là đẩy Flint vào thẳng cơn bão. Xét đến sự khó khăn trong việc hạ buồm trong cơn bão, Flint nhờ Billy dẫn dắt một vài người trèo lên cột buồm cao. Vì cơn bão đang đến gần khiến tim của Silver đập thình thịch vì lo lắng, phía bên kia Eleanor và Goodes đang tới Nassau, lần này Goodes mang theo 6 đến 7 chiếc thuyền. Mặc dù họ đã hợp tác nhưng ông ta không tin tưởng hoàn toàn vào Eleanor, tất nhiên điều này không liên quan gì đến giới tính hay bất cứ điều gì tương tự. Chỉ là cái nhìn của người bình thường về cướp biển mà thôi. Goodes biết rằng Eleanor rất thông minh, nếu cô thực hiện bất cứ điều gì khác trong thỏa thuận, ông sẽ ngay lập tức gửi đưa cô trở lại London để xét xử. Eleanor cũng cho biết cô tiếp quản công việc kinh doanh khi mới 17 tuổi. Người quản lý sau đó đứng lên nắm quyền, để tạo dựng uy tín hắn còn loại bỏ thuyền trưởng quyền lực nhất Nassau vào thời điểm đó. Người thuyền trưởng này không ai khác chính là Dâu Đen. Eleanor dùng bạo lực để kiểm soát quyền lực, kích động cuộc nổi dậy của đồng bọn của Dâu Đen là thuyền trưởng già. Sau đó ông thuyết phục các đệ tử của Dâu Đen thông qua Vây, dựa vào hai thủ thuật này Eleanor đã đóng vai nữ hoàng của Nassau, vốn dĩ Goodes khá vui vẻ khi nói ra điều này. Nhưng sau khi nghe tin Eleanor ngủ với Vây thì cảm thấy rất khó chịu, bởi ông nhớ trước đây Vây cũng là cái tên trong danh sách Eleanor đưa ra, đây không phải là dùng chính ông để báo thù sao. Eleanor phủ nhận đây không trả thù sự trả thù riêng tư của mình, có thể lấy tình hình của Nassau hiện nay ra để chứng minh. Flint là người luôn chịu nghe theo lời khuyên, Jack là một người đàn ông muốn nổi tiếng, nhưng chỉ có Vây là người duy nhất gặp vấn đề vì không thể đoán trước được anh ta. Vì vậy nếu Goodes muốn chinh phục Nassau thì phải loại bỏ Vây trước. Sau khi nghe cô giải thích thì ông ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, trong khi đó Vây đang xây dựng lại pháo đài bằng những nô lệ mới. Ngay cả khi Jack đã trao cho nô lệ địa vị bình đẳng, nhưng Vây vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong người. Scott đã tìm đến để thuyết phục anh ấy. Ông hiểu rõ tâm trạng của Vây, nhưng nhìn vào tình hình chung khi anh tự mình thực hiện sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nô lệ. Xem xét những gì Scott nói là có lý, tất cả những gì Vây có thể làm là đi đến lều và hờn dỗi. Bất ngờ một con dao dài được đặt ngang cổ anh ta, người đàn ông bước vào chính là Dâu Đen. Theo Eleanor thì chính Vây này đó đã phản bội ông ta. Vì thế Dâu Đen quyết tâm không bao giờ để anh được yên ổn. Điều bất ngờ đó là lúc này ông lại không tấn công Vây, không chỉ vậy mà còn bước tới ôm chặt anh ta. Về những gì Dâu Đen đã làm khiến Vây có hơi ngạc nhiên, sau đó anh cũng biết được mục đích chuyến thăm của ông ta, hóa ra ông ấy thực sự muốn quay lại Nassau. Khi nghe điều này Vây đương nhiên đồng ý. Rốt cuộc thì dù thế nào đi chăng nữa, việc bổ sung Dâu Đen chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho Nassau. Vây cũng giới thiệu tình hình hiện tại ở Nassau cho ông ta. Flint chịu trách nhiệm bảo vệ hàng hải, anh đào tạo tinh hoa đất đai và Jack phụ trách hậu cần. Ba kẻ đứng đầu này kết hợp với nhau thì thực sự tuyệt vời. Dâu Đen có chút không tin sau khi nghe điều này, vì vậy ông ấy sẽ làm sáng tỏ mối nghi ngờ. Vây định sẽ đưa ông ấy đi gặp Jack, lúc này anh ấy đang có phần suy sụp, lý do không có gì to tát là vì cấp dưới của anh ta hơi ngu ngốc. Tuân theo các quy tắc, các thành viên thủy thủ đoàn của anh ấy đều chia sẻ một số tiền vàng, nói chung là do người cầm lái điều khiển, ai muốn dùng tiền thì có thể đi lấy. Nhưng cấp dưới của anh ta thực sự kỳ lạ, một số chỉ lấy ra 500 để đi uống đến khi kiệt sức, sau đó lại quay lại đòi một số tiền như lần trước đó, điều này khiến Jack tức giận. Thế là Mark có một ý tưởng để xử lý đống tiền vàng đó, pháo đài này chắc chắn sẽ không thể sửa chữa được trong một thời gian ngắn, vì lý do an toàn Mark đề nghị đổi tiền vàng lấy hàng hóa khác. Thứ họ nhắm đến là những viên trang sức và đá quý. Nói tóm lại nó có một mục đích là chiếm ít không gian hơn. Không chỉ vậy mà còn có thể mang đi giấu ở một nơi khác, Jack ban đầu còn khá do dự. Nhưng nghĩ tới việc những túi tiền vàng sẽ bị phát hiện thì anh cũng đồng ý. Chẳng bao lâu sau Vây đã đến gặp Jack cùng với Dâu Đen. Họ ngồi lại với nhau và trò chuyện một lúc, có thể thấy qua lời nói của Dâu Đen, ông ấy muốn Nassau trở tạo nên phong cách cứng rắn như ngày xưa, họ không bị ai thuyết phục. Có thể gõ đầu bất cứ ai họ gặp. Sau khi nghe những lời của Dâu Đen thì Vây và Jack đang chìm đắm trong suy nghĩ, trở lại biển Flint cuối cùng đã đến rìa ngoài của cơn bão. Dù đây chỉ là lớp ngoài cùng nhưng gió thổi vô cùng dữ dội, tiếng hú hòa lẫn với mưa lớn, ông ấy đã ở trên cột buồm cùng với Billy và những người khác. Họ chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ sàng ngang, một chút bất cẩn chắc chắn sẽ bị ném xuống biển. Tại thời điểm này con người mới cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên. Cùng lúc Silver và một anh chàng đầu chọc đang sửa chữa khoang dưới, mặc dù không có những lỗ thủng lớn, nhưng những khe hở này cũng cần phải bịt lại. Và khi cơn bão ngày càng lớn, tình hình trên tàu càng trở nên căng thẳng hơn. Để không để thuyền trưởng già nhìn thấy hy vọng nào, vừa rẽ vào vùng bão Flint đã ra lệnh hạ buồm, không mong đợi là dây đeo trên cột buồm này lại bị mắc kẹt. Kết quả là cánh buồm không thể di chuyển. Billy nhờ một người lên kiểm tra, nếu nó không hoạt động thì chỉ cần cắt bỏ dây đeo. Lúc này con tàu đã đến bên trong cơn bão, điều kỳ lạ là cơn mưa vốn đang trút xuống bỗng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Ngay cả cơn gió mạnh cũng đã yếu đi, hầu hết mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng cuộc khủng hoảng đã qua. Nhưng Flint biết đây hoàn toàn là sự bình yên trước cơn bão, chờ cho đến khi các chàng trai nhìn về phía trước, họ đã thấy một làn sóng khổng lồ cao hơn chục mét đang lao về phía họ.
Sóng lớn ập đến như một cái tát thẳng mặt, đột nhiên toàn bộ con tàu này như thể đã đi vào đáy biển. Kể cả Billy và những người khác ở trên cột buồm thì tất cả đều bị sóng bao phủ. Sau khi cơn sóng lớn đi qua, một số ít không nắm chắc đã bị cuốn trôi. Và dưới sự ảnh hưởng này thì những kẽ hở dưới khoang lại bung ra, ngay khi đầu hói có ý định sửa lại thì một bệ nòng súng ập tới khiến chân anh chàng bị mắc kẹt. Silver muốn giúp nhấc ra nhưng nó thực sự quá nặng, không chỉ vậy cửa sập ở trên cũng đang bị kẹt cứng. Khi nước chảy vào trong ngày càng nhiều, anh chàng đầu chọc đang dần trở nên khó thở hớn. Mặc dù Silver vẫn đang cố gắng cứu anh ta, nhưng sự tuyệt vọng thường rất tàn nhẫn. Anh chỉ có thể nhìn người đàn ông đầu chọc đuối nước ngay trước mặt mình. Phía trên khi nhận thấy tàu có nguy cơ bị lật, Flint đã đề nghị cắt dây cáp giữ cột buồm. Khi sợi cáp bị cắt, cột buồm cao nhất gãy ngay lập tức, anh chàng bám ở trên cũng rơi thẳng xuống biển. Nhìn thấy cảnh này, Billy trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Nhưng lúc này con tàu đã trở nên êm đềm hơn nhiều, Billy liền đề nghị họ phải dừng thuyền chờ cho cơn bão đi qua, nhưng Flint sợ rằng thuyền trưởng già biết vị trí của họ. Nếu ông ta chờ họ bên ngoài thì chắc chắn sẽ khó thoát. Flint còn tự trói mình vào bánh lái để điều khiển con thuyền. Billy thấy rằng anh không thể thuyết phục được ông nên đã quay lại cabin và trốn. Lúc này Silver cũng đã được giải cứu. Về phần thuyền trưởng già thì đang có cuộc gặp mặt với Goodness. Bên cạnh đó, thuyền trưởng già cũng lấy ra lá cờ của Flint ra. Dù tôi chưa tận mắt nhìn thấy nhưng ông ta tin rằng Flint đã không thể sống sót khi qua cơn bão. Đâu ngờ rằng Flint đã tỉnh dậy. Có thể hiểu rằng ông bị sóng lớn đánh bất tỉnh khi đang cầm lái. Hiện tại bầu không khí xung quanh đã trở nên yên bình. Có điều là họ đang trên vùng biển Sargasso. Khi nghe điều này, Flint chết lặng. Trong mắt thuyền viên không có sự khác biệt giữa biển Sargasso và cái chết, bởi nơi này không có cá và chẳng có gió luôn. Vì thế muốn rời khỏi đây thì phải dựa vào sóng biển. Thức ăn còn lại khó có thể tồn tại trong một tuần. Theo dõi tốc độ hiện tại thì họ phải mất 3 tuần để đến gần bờ biển hơn. Rất nhanh những người trên chiếc thuyền này bắt đầu suy sụp. Để bảo toàn thể lực, thủy thủ đoàn dành phần lớn thời gian để tìm chỗ nằm, nhưng đó chắc chắn không phải là một lựa chọn lâu dài. Flint gọi Silver và Billy vào cabin thuyền trưởng. Anh ấy muốn lập ra 2 danh sách, một là dành cho tài năng kỹ thuật, tức là người có thể chèo thuyền. Cái còn lại là thành phần hỗn hợp có thể hét lên để cổ vũ, vì họ sẽ không thể ra ngoài trong một thời gian ngắn. Để bảo toàn sức mạnh, ông cần một ít nước ngọt mỗi ngày. Về việc liệu Silver có thể sống sót hay không thì còn tùy thuộc vào số phận. Và khi nghe điều này, anh kiên quyết phản đối. Đối mặt với sự phản đối của Silver thì Flint đã nói rằng nếu Silver không kiên quyết đi kiểm tra con tàu ma đó thì họ đã trở về Nassau từ lâu rồi. Nghe vậy anh ta tức giận đến mức bỏ đi. Tại Nassau, Mark và Jack đã liên lạc với một số doanh nhân. Họ đã đổi tiền vàng thành ngọc trai và trang sức. Không chỉ vậy mà họ còn tìm được nơi cất giấu mới. Trong quá trình này, Mark vô tình nhận được tin tức từ doanh nhân, đó là Goodness đang dẫn đầu 7 hoặc 8 tàu chiến tới Nassau. Tin tức này khiến cô rất sợ hãi. Cô đã tập hợp tất cả mọi người trong đêm, bởi vì Flint phụ trách phòng thủ hàng hải hiện không có ở đây. Ngoài ra pháo đài vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, nên họ phải tìm cách ngăn chặn tuyến phòng thủ trên biển. Jack lên kế hoạch thuyết phục tất cả những tên cướp biển trên đảo, tất cả cộng lại có khoảng hơn chục chiếc tàu. Vì vậy họ có thể bảo vệ tuyến phòng thủ của Nassau. Xét tính cấp bách của vấn đề, Jack đã gọi tất cả thuyền trưởng trên đảo lại. Sau khi nghe kế hoạch của Jack, những thuyền trưởng này đã bùng nổ. Trước hết chỉ có Flint là có kinh nghiệm chiến thuật. Thứ hai, những người này chỉ là tôm tép thì sao so sánh với quân đội chính quy. Khi Jack thấy nhóm người ồn ào, tính khí nóng nảy của anh ấy cũng đã nổi lên. Nếu hôm nay có ai từ chối đồng ý thì anh sẽ lấy mạng những thành viên định chạy trốn. Và vào lúc này Joden bất ngờ bước vào. Ông còn mang theo một tin tức là Flint đã bị giết bởi thuyền trưởng già. Sau khi yêu cầu mọi người bình tĩnh, ông kéo vây vào phòng. Trước đó Joden muốn thay đổi phong cách của Nassau, nhưng sau khi gặp tình hình ngày hôm nay ông đã mất đi hứng thú. Thế là ông chuyển sang chuyện khác, là muốn chiêu mộ Vây vào đội của mình. Đổi lại Joden sẽ giúp Vây chống đỡ được đòn tấn công này. Khi nghe điều này anh có chút ngạc nhiên, vì không hiểu tại sao Joden lại muốn đưa ra điều kiện như vậy. Ông ta đã giải thích là cần tìm một người kế vị mình, nhưng vì không có con nên Vây là người duy nhất ông thấy hợp lý. Nghe vậy Vây đã đồng ý với điều kiện của Joden. Phía bên Goodness, ông ta đưa một mảnh giấy cho Eleanor. Đây là bài phát biểu của ông để tha thứ cho bọn cướp biển. Vì thế ông muốn Eleanor giúp kiểm tra xem liệu nó có phù hợp hay không. Và trong quá trình sửa đổi, cô vô tình biết được lý do Goodness muốn chinh phục Nassau càng sớm càng tốt. Điều này khiến cô có chút tò mò. Vì với lợi thế hiện tại thì ông ta cần gì phải cấp bách như vậy. Goodness tiết lộ kế hoạch này thực sự được tài trợ bởi nhiều thế lực. Và một trong số đó là Tây Ban Nha. Với tư cách là nhà tài trợ, Goodness sẽ đáo hạn trong vòng 2 tháng. Đó là trả lại tiền vàng trên tàu Lima. Nếu không thì Tây Ban Nha sẽ gửi quân tới trấn áp. Sau khi nghe điều này, Eleanor không khỏi thở dài vì Nassau thật xui xẻo. Để phản đối hành động của Flint, Silver đã dừng hạn ngạch cung cấp của chính mình. Khi Billy nhìn thấy điều này đã đến thuyết phục anh ấy. Trong khi hai người đang thảo luận về tính cách của Flint, đã có chuyện gì đó đã xảy ra trên tàu, có người đã lấy trộm đồ. Và hai thuyền viên chịu trách nhiệm canh gác đều đổ lỗi cho đối phương. Trong trường hợp này thì vấn đề chỉ còn là lựa chọn. Silver muốn tên trộm ra đầu thú, nhưng dường như cả hai đều có lỗi. Điều đã xảy ra là mỗi người đều tàn nhẫn hơn người kia. Và đúng lúc Silver đang vật lộn với chuyện này, Flint đã giết một người mà không nói một lời. Người đối diện nhìn thấy điều này đương nhiên rất vui mừng. Nhưng chưa được bao lâu thì Flint rút súng ra và chĩa vào anh ta. Kết quả là hai thành viên trong đoàn cùng nhau lên đường.
Trở lại cabin của thuyền trưởng, Flint đã tựa vào góc khóc nức nở. Có lẽ đây là nỗi buồn của các nhà lãnh đạo. Sau khi mọi người đã giải tán, Billy tiếp cận Seaver. Anh ấy hy vọng Seaver có thể thuyết phục Flint, không quan trọng là làm bạn hay liếm mông ông ấy. Nói tóm lại, anh có khả năng khiến Flint tuân theo vào những thời điểm quan trọng. Ngày hôm sau, tàu lại lênh đênh như thường lệ. Flint vẫn đang mơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của thủy thủ đoàn. Thì ra có một xác cá voi cách đó không xa. Thế là Seaver ra lệnh hạ thuyền xuống. Chẳng mấy chốc hai người đã chèo thuyền về phía xác cá voi. Thời điểm này Seaver cũng nói về việc anh đã che đậy về số vàng tàu Lima. Flint choáng váng ngay sau khi nghe điều này. Ông dường như muốn dạy cho Seaver một bài học vào ngay lúc này, nhưng anh đã lên tiếng nếu Flint lấy mạng mình sẽ chẳng còn một đồng tiền vàng nào nữa. Sau khi nghe điều này, Flint hỏi Seaver anh muốn được chia bao nhiêu. Nhưng Seaver lại nói rằng anh ấy không muốn một xu, bởi vì một khi anh lấy được tiền thì sẽ rất xấu hổ khi gặp lại những thành viên thủy thủ đoàn này. Có vẻ như lúc này Flint đã tha thứ cho Seaver. Và chẳng mấy chốc cả hai đã đến với xác con cá voi, nhưng vừa đến đây đã ngửi thấy mùi hôi thối. Vậy là thịt của nó chắc chắn không thể ăn được nữa. Seaver đã tức giận đến mức đánh mạnh xuống thuyền. Nhưng như người ta vẫn nói, con đường không có điểm cuối. Họ đã bất ngờ phát hiện xác cá voi này thu hút rất nhiều cá mập, thế là hai người đã có một ý tưởng hết sức là táo bạo. Flint là người đầu tiên cầm cây lao móc lên. Sau khi đâm trúng một con, Seaver đã móc dây vào con thuyền. Lúc này con cá mập bị thương đang chạy quanh thuyền. Hai người họ bây giờ sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống của mình. Sau khi kéo thuyền đến cạnh cá mập, họ đã dùng móc sắt lớn để kéo nó lên, rồi Flint đâm nhiều nhát vào đầu con cá mập kết thúc cuộc đi săn của họ. Nhờ đó các thuyền viên đã lấy lại tinh thần. Ngay khi mọi người đang ăn thịt và nghỉ ngơi thì một cơn gió xuất hiện, có vẻ như chúa cuối cùng đã dẫn lối cho họ. Cùng lúc Goodes cuối cùng đã đến bên ngoài Nassau, sau khi nhận được tin tức, Vây và những người khác lập tức chuẩn bị. Dưới sự chỉ huy của Roden, tuyến phòng thủ trên biển được thiết lập vững chắc. Sau khi nhìn thấy rất nhiều tàu lớn ở cảng Nassau, các tướng lĩnh bên Goodes đều do dự. Không phải là họ không thể thắng, mà là không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai. Vì vậy Goodes đã xem xét quyết định tự mình đi thuyền vào để đọc lệnh ân xá. Rõ ràng các tướng cũng không đồng ý với điều đó vì quá nguy hiểm. Ngay khi họ đang tranh cãi, Eleanor đã nói Goodes phải đọc lệnh này và ứng cử viên đi cùng ông nên là một cướp biển. Cô cho biết người phù hợp duy nhất hiện giờ là thuyền trưởng già. Thực sự mà nói, thuyền trưởng già là nhân vật kỳ cựu ở Nassau. Có tới một nửa số người Nassau đã đồng hành với ông. Chẳng mấy chốc thuyền trưởng già đã đưa kế toán lên bờ. Roden đương nhiên không tiện ngăn cản chuyện này. Rốt cuộc có quá nhiều người có liên quan đến thuyền trưởng cũ. Và nhân cơ hội này, ông đã đọc lệnh ân xá cho cướp biển ngay tại đây. Không chỉ vậy, ông còn nói về phần thưởng 10.000 tiền vàng sẽ được trao cho việc bắt giữ Vây. Đã có rất nhiều người lần lượt bỏ vũ khí xuống, Jack và những người khác chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bởi vì họ đang ở pháo đài nên không rõ thuyền trưởng già đã thuyết phục mọi người bằng cách gì, nhưng có một điều chắc chắn, Nassau này sẽ sụp đổ. Ở phía bên kia, thuyền của Flint cuối cùng đã đến một hòn đảo, nơi này có phong cảnh đẹp, có lẽ họ có thể nhận được một số nguồn cung cấp. Nhưng chưa kịp vào bờ thì một nhóm người bản địa đã phát hiện ra họ, đánh giá từ những hành động lặng lẽ của người dân bản địa thì có vẻ không được thân thiện cho lắm. Sau khi mọi người phải chịu đựng nhiều ngày đã tìm được nơi nghỉ ngơi, người thì được giao nhiệm vụ đi lấy nước ngọt, còn người sẽ dựng lều để nghỉ ngơi. Seaver là người hạnh phúc nhất, bởi vì cái chân bị thương của anh ấy hơi bị viêm đã có thể rửa bằng nước sạch, và sau cuộc trò chuyện thẳng thắn trước đó, Flint cũng đã hoàn toàn công nhận anh. Thời điểm này họ biết thuyền trưởng già không còn đuổi theo nữa, nhưng điều này rất có thể là anh sẽ tấn công Nassau. Vì vậy Seaver cảm thấy rằng lúc này chắc chắn đang có một cuộc chiến diễn ra. Suy đoán của Seaver khiến Flint có hơi ngạc nhiên. Nói về Nassau, sau khi thuyền trưởng già đọc lá thư ân xá thì gần một nửa số cướp biển đã đầu hàng. Nhưng vì hạm đội Roden vẫn đang phòng thủ, thêm vào đó pháo đài cũng đang chống cự nên hạm đội của Goodes đã không cập bến. Họ tiến hành cắt nguồn cung cấp của Nassau. Bằng cách này, việc chiếm giữ Nassau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Goodes là một bậc thầy hiểu rõ con người và tận dụng tốt họ. Vì thế ông đã trực tiếp để Eleanor làm cố vấn quân sự, nhưng cảm thấy không mấy vui vẻ khi nghe về quyết định này. Đúng lúc này có một tiếng động lớn trong pháo đài, kèm theo đó là một làn khói dày đặc. Eleanor tin rằng pháo đài chắc chắn đã bị nổ tung. Hóa ra là kể từ khi lệnh ân xá được đọc ra, những tên cướp biển phân tán đã chặn cổng pháo đài. Vì thế Jack đã không chút do dự nổ súng lấy mạng kẻ cầm đầu, đồng thời cả nhóm cũng có chút bối rối vì không hiểu sao Vây lại bị Tro thưởng 10.000 tiền vàng. Xét theo tình hình hiện tại, họ ở trong pháo đài chỉ có thể trụ được một thời gian nữa mà thôi. Không chỉ vậy, những tên cướp biển khác trong pháo đài đã bỏ phiếu trục xuất Vây. Vì thế Jack đề nghị Vây nên bỏ chạy trước, đừng bận tâm người khác nghĩ gì, ít nhất thì Roden chắc chắn sẽ giúp được anh. Ban đầu Vây nghĩ Jack sẽ đi cùng. Không ngờ anh ấy lại có chút bối rối về tương lai. Đó là lý do tại sao Jack muốn ở lại và suy nghĩ về nó. Bởi vì lối ra đã bị chặn nên Jack đã dùng thuốc nổ để đào một cái hố mới trong pháo đài. Đây là lý do tại sao phía Goodes nghe thấy tiếng động lớn. Lúc này Vây đã rời pháo đài. Khi anh đi bộ được một lúc đã gặp một vài kẻ chặn đường. Không thể mở đường bằng miệng nên anh chỉ có thể rút súng ra giải quyết vấn đề. Mặc dù khả năng chiến đấu của Vây quả thực khá cao, nhưng có rất nhiều người muốn làm giàu từ cái đầu của anh đã tìm tới đây rồi. Có vẻ Vây thực sự đã bị dồn vào đường cùng. Và đúng lúc anh chuẩn bị chiến đấu đến chết thì Roden đã xuất hiện. Vì sau khi nghe thấy tiếng nổ, ông đoán được Vây sẽ bỏ trốn và tới để giải cứu. Với việc bổ sung Roden, con đường thoát thân đã suôn sẻ hơn rất nhiều.
Sau một trận chiến ngắn, hai người đã lên tàu thành công. Lúc này Jordan đưa cho Vay một chiếc ống nhòm. Đến khi nhìn về phía tàu của Goodes thì anh khá bất ngờ vì Eleanor đang ở đó. Lúc này Vay cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Sự tức giận lập tức trào dâng trong người anh, nhưng vì anh đang muốn trốn thoát nên phải gác lại chuyện cá nhân của mình. Điều họ phải cân nhắc bây giờ là vượt qua sự phong tỏa của Goodes. Khi màn đêm buông xuống, Vay dẫn dắt một đội tiếp cận đối phương, vì trên thuyền có cờ trắng nên chúng không hề bận tâm. Và trước khi anh kịp phản ứng, Vay đã đánh đổ lò than trên thuyền, ván thuyền đã được bôi dầu nên ngọn lửa bùng lên đột ngột. Sau khi làm điều này, Vay dẫn cả đội quay lại, còn con thuyền đang bốc cháy cứ lao thẳng về phía Goodes. Sau đó chiếc thuyền lửa trực tiếp đâm vào một tàu chiến. Và tận dụng cơ hội mà Goodes đang bận rộn thì hạm đội của Jordan đã rời khỏi Nassau. Trên đảo Billy đang đi lấy nước suối thì đã bị thổ dân ở đây bao vây. Nhưng người theo anh cũng lập tức bị bắt lại. Trước lợi thế về số lượng này thì Flint đương nhiên không dám phản công. Sau đó những người bản địa dẫn tù nhân tiến vào phía trong rừng. Sợ rằng sẽ phải chết nên một số thành viên đã cố gắng trốn thoát. Nhưng người bản xứ vô cùng thông thạo địa hình ở đây. Kết quả là một thành viên đã rơi vào bẫy và mất mạng. Sau rất nhiều rắc rối, nhóm người được đưa về làng thổ dân. Rồi một người phụ nữ đội khăn trùm đầu xuất hiện. Đánh giá từ thái độ của những người xung quanh thì cô hẳn là lãnh đạo địa phương. Với tư cách là thuyền trưởng và người lái tàu thì Flint và Silver đã bị tra khảo. Silver đã thành thật nói thuyền họ bị gió thổi tới đây. Nhưng sau câu trả lời này, cô ta đã cho người bắt giữ một thành viên thẩm vấn riêng. Sau đó những người khác sẽ bị nhốt vào lồng. Trong khi Flint và mọi người đang thảo luận về số phận của họ thì một giọng nói cắt ngang. Hóa ra họ không phải là những vị khách đầu tiên. Có một người đàn ông tên Ben cũng bị bắt nhốt ở đây vì một sai lầm. Qua lời nói của anh ta thì hầu hết người bản xứ ở đây là nô lệ bỏ trốn, và để ngăn nơi này khỏi bị đe dọa thì những người lạ xuất hiện ở đây đều bị bắt giam. Và chẳng bao lâu sau, nhiều thành viên thủy thủ đoàn lần lượt bị tra tấn. Bất kể kết quả của cuộc thẩm vấn thế nào thì họ cũng đều mất mạng. Đêm xuống thì cuộc thẩm vấn mới tạm thời được dừng lại. Billy đã nhân cơ hội hỏi Ben về quá trình trốn thoát. Flint cũng cảm thấy họ phải trốn thoát khỏi đây thì mới có thể sống sót được, nhưng Silver sẽ gặp rủi ro lớn vì cái chân bị cắt của mình. Vì thế cách tốt nhất là dựa vào cái miệng để thoát khỏi đây. Anh đã hỏi Ben và biết được nữ thủ lĩnh có một cô con gái tên Marty, nghe nói cô ấy khá tốt bụng. Nếu có thể thuyết phục được Marty, họ có thể rời khỏi đây an toàn. Đúng lúc này Silver đã được cô ấy triệu tập. Trong cuộc gặp, cô ta đã hỏi anh về lệnh ân xá. Nghe điều này, Silver rõ ràng không hiểu vì anh đang đầy thù địch với Vương quốc Anh, vì vậy đã chọn đi ngược lại với chính quyền. Anh biết rằng Marty và người của cô đang bị họ đối xử như nô lệ. Và việc làm của mẹ cô chỉ đang cố gắng tiêu diệt các thế lực thù địch. Những gì Silver nói rất khéo léo đã khiến Marty có chút lay động. Khi Silver trở về lồng giam, anh tin rằng những lời nói của mình sẽ có tác dụng, nhưng lúc này Flint có vẻ không quan tâm cho lắm. Theo quan điểm của ông thì nữ thủ lĩnh sẽ không thể để một ai sống sót rời khỏi đây. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên Flint đã phần nào mất đi ham muốn được sống. Lúc này Marty thực sự đang cố thuyết phục mẹ của mình, nhưng bà cho rằng những người ngoài cuộc này đều là những kẻ nói dối khéo léo. Nếu bất cẩn thì người trong trại này sẽ bị bắt và sử dụng làm nô lệ. Vì vậy họ không được mềm lòng với những người này. Lúc này trên một bãi biển ở Nassau thì Scott đang sắp xếp cho những nô lệ trong pháo đài rời khỏi đây. Không ngờ đang có hai vệ binh hoàng gia tuần tra xuất hiện ở đây. Mặc dù Scott nói ông biết thuyền trưởng già nhưng họ không mấy bận tâm. Suy cho cùng, trong mắt các vệ binh thì tất cả người da đen đều là nô lệ. Kết quả là hai bên bắt đầu mở ra một màn đấu súng. Trong màn đêm không biết được ai đã nằm xuống. Khi trời sáng đã có một sự hỗn loạn trong trại. Một nhóm người đang khiêng cáng và bước vào trong. Tiếng la hét và cảm thán từ đám đông thì chắc hẳn đó là một người rất quan trọng, vì người đàn ông bí ẩn này, Flint và những người khác đương nhiên rất hứng thú. Họ đã thực sự kinh ngạc khi người nằm trên cáng lại là Scott. Trước đó ông ta đã bị bắn, nhưng xét đến điều kiện của trại này thì không có cách nào tốt để điều trị vết thương kiểu này. Dù sao đi nữa họ cũng dùng mọi cách để lấy viên đạn ra. Trong quá trình này Scott biết về tình hình của Flint và những người khác. Không lâu sau Flint đã được đưa tới, mọi người tạm thời được rời đi để hai người trò chuyện về tình hình gần đây. Có thể giúp Flint thoát khỏi cái chết thì ông đã rất vui. Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu, rốt cuộc thì hiện giờ Nassau đã bị chiếm lĩnh bởi quân hoàng gia. Sự trở lại của Flint dường như cũng sẽ không thay đổi được thực tế. Thực ra Flint đã đoán được từ lâu rồi, ông chỉ không ngờ rằng Jordan cũng xuất hiện. Ngoài ra Vay đã không sẵn lòng chấp nhận sự ân xá. Ngoài việc giải thích tình hình hiện tại, Scott còn nói một điều nữa, ông ấy đã sử dụng trại này nhiều năm rồi. Ban đầu vì hoàn cảnh đặc biệt của Nassau, ông ta có thể bí mật lấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày cho trại, nhưng hiện nay do thiếu nguyên liệu vì đường cung đã bị cắt đứt. Xét đến sự tồn tại và phát triển của trại thì ông muốn được làm việc với Flint. Flint cũng có thể sử dụng nơi này làm căn cứ cướp biển. Ông chỉ cần cung cấp một số nguồn cung cấp mỗi tháng cho trại mà thôi. Nhưng chuyện này chỉ là ý tưởng của Scott, vì người thực sự có thể đưa ra quyết định cuối cùng là nữ thủ lĩnh. Như vậy ông sẽ sắp xếp để Flint nói chuyện với cô ấy. Trở về lồng giam, Flint đã nói với Billy và những người khác về tình trạng này. Không chỉ vậy, ông còn chôm được một con dao. Ông nói rằng nếu điều kiện thương lượng không được chấp nhận thì sẽ phải dùng đến bạo lực. Dù sao đi nữa, việc ông có thể sống hay không không quan trọng. Ông chỉ cần các thành viên chắc chắn phải được thả ra ngoài. Sau khi nghe điều này, mọi người có phần chết lặng. Thật bất ngờ, Flint đã chọn hy sinh mạng sống của mình vì họ. Cùng lúc Scott đang thảo luận về việc hợp tác với vợ là nữ thủ lĩnh, nhưng cô ấy lại không tin tưởng nhiều vào nhóm của Flint.
nhưng cô sẽ nói chuyện với ông ấy. Về việc Flint có thể thuyết phục được cô hay không thì phải tùy thuộc vào ông. Chẳng mấy chốc trời đã tối, Flint đã được đưa đi gặp nữ thủ lĩnh. Ông ấy vừa rời đi, Billy đã tìm thấy con dao ông ném trên mặt đất. Phía Flint thì ông không đưa ra bất kỳ điều kiện nào về nguồn cung cấp. Ông ấy biết rằng sẽ khó kiếm được số tiền lớn nếu chỉ dựa vào điều này. Thế là ông hướng tới một sự cám dỗ lớn hơn là Nassau. Ngoài ra nền tảng của trại hiện tại không ổn định. Miễn là họ hợp tác giành lại Nassau thì trại này không còn cần thiết nữa. Mọi người có thể đến Nassau và tự túc. Về việc trả thù cũng không cần phải lo lắng về điều đó chút nào. Có rất nhiều nô lệ ở Bahamas. Khi họ nghe tin nguồn cung cấp đã bị lấy đi chắc chắn sẽ đến Nassau để hỗ trợ. Có vẻ như Flint đã thành công thuyết phục nữ thủ lĩnh. Suy cho cùng có một nơi để phát triển là con đường tốt nhất. Hôm sau mọi người đã được thả ra ngoài. Và kế hoạch tiếp theo của Flint là tìm Vay. Lúc này anh ta đang theo dâu đen. Trong quá trình này cả hai cũng đã có cuộc nói chuyện tâm tình. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một con tàu xuất hiện phía trước. Sau khi quan sát thì đây là một tàu chở hàng của Tây Ban Nha. Nói chung cướp biển Nassau sẽ không cướp tàu chở hàng của Tây Ban Nha vì điều này có liên quan đến cuộc đột kích của Tây Ban Nha vào Nassau. Nhưng bây giờ họ không còn phát triển ở Nassau nữa. Vì vậy dâu đen lập tức cho hạm đội tiến lại gần. Cuộc chiến cướp sớm bắt đầu. Chiếc tàu buôn này đã không chọn cách đầu hàng. Thủy thủ chỉ đoàn chống cự một cách tuyệt vọng. Và một trong số chúng có kẻ chiến đấu khá mạnh mẽ. Trong cuộc đấu tay đôi với Vây, anh ta sẽ không hề thua kém chút nào. Nhưng có lẽ là do xui xẻo nên cuối cùng anh ta đã bị đâm trúng. Lúc này anh chàng nói vài lời với Vây trước khi chết. Qua đó anh nhận ra dường như có bí mật nào đó ẩn giấu trên con tàu. Lập tức dâu đen đã phát hiện căn phòng bí mật trong cabin. Có một người Tây Ban Nha đang đốt những tài liệu bên trong. Chưa biết đây là tài liệu gì thì anh ta đã tự sát trước mặt họ. Một vào trang cho thấy hoạt động của Goodes nhằm chiếm lại Nassau. Điều này khiến Vây bối rối và tò mò. Tại sao những người Tây Ban Nha này lại có liên quan đến ông ta? Phía Nassau thì sự kháng cự của họ đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó Út dẫn đầu nhóm đến dinh thống đốc ở Nassau, nơi này từng là nơi dành cho phụ nữ mang thai. Nên nó đã trống rỗng kể từ đó, và đúng lúc anh đang dẫn mọi người dọn dẹp, thuyền trưởng già đã xuất hiện, ông ta cho biết có số lượng vàng giấu trong pháo đài. Khi Eleanor hỏi về Jeff thì được biết anh ta đã bỏ trốn cùng với An, trong khi người của Goodes đang ở trong quán rượu đang phát thư ân xá cho cướp biển. Eleanor bất ngờ xuất hiện đối mặt với Mark, bầu không khí giữa hai người xen lẫn rất nhiều sự ngượng ngùng. Sau khi vào văn phòng, cô cho biết Goodes sẽ thành lập một ủy ban chung, chịu trách nhiệm chính về việc quản lý hàng ngày của Nassau. Ủy ban này bao gồm 6 người của Goodes và 6 người từ Nassau. Khi nghe điều này, Mark lập tức nhận ra Eleanor rất muốn trở thành một ủy viên. Nhưng cô ấy lại nói 6 người này đã được chọn và cô đến đây chỉ để cảnh cáo cho Mark hãy tự cứu mình khỏi rắc rối. Những lời này khiến cô cảm thấy rất tức giận. Rồi cô lấy ra một viên ngọc trai. Eleanor đã hiểu ra sau khi suy nghĩ một lúc rằng thứ này được đổi từ vàng, nhưng Mark nói rằng vàng vẫn đang ở trong pháo đài. Và viên ngọc này không liên quan gì đến số vàng nào cả. Ngoại trừ viên ngọc này thì cô còn có rất nhiều nữa. Miễn là Mark được trở thành một ủy viên thì cô sẽ sẵn sàng đóng góp thêm. Thành thật mà nói thì sự cám dỗ hơi lớn đối với Goodes. Chẳng mấy chốc Mark đã mang thêm đồ trang sức tới đây. Nhìn những thứ sáng bóng này, ông càng khí kìm lòng. Mặc dù Eleanor có chút lo lắng về điều này nhưng cô không thể kiểm soát nó. Ngoài ra cô cũng thích những thứ này. Lúc này người giúp việc của Goodes xông vào. Sau đó người giúp việc lên tiếng cô đang làm việc cho cơ quan tình báo Tây Ban Nha vì đã bị mua chuộc từ vài tháng trước. Mục đích là để theo dõi động thái chinh phục Nassau của Goodes. Và đối với số vàng đó, cơ quan tình báo đã biết Mark đã đổi lấy ngọc trai. Vì vậy một khi Goodes lấy số ngọc trai này sẽ gặp rắc rối. Có lẽ là do mối quan hệ chủ tớ nhiều năm, nữ giúp việc đã đứng ra cảnh báo ông. Hiện tại trường hợp xấu nhất là tặng số ngọc trai cho Tây Ban Nha. Nhưng người giúp việc cho đây chỉ bằng một nửa số tiền vàng được trao đổi. Vì vậy họ phải tìm cách lấy lại một nửa còn lại. Về nửa kia chắc chắn liên quan tới Jack. Lúc này Jack và An đang đi đến bãi biển. Nhưng bất ngờ Jack muốn quay lại lấy thư ân xá. Lý do anh đưa ra là không muốn sống ẩn giật suốt đời. Anh muốn họ phải có được danh tính hợp pháp. An đương nhiên không thể hiểu được điều này, nhưng Jack đã kiên định bảo cô hãy ra bờ biển đợi anh. Phía Flint thì nữ thủ lĩnh đã cung cấp một số nhân lực cho cuộc tìm kiếm Vay, đó cũng là để duy trì mối quan hệ giữa hai bên. Silver sẽ ở lại trại và đóng vai trò trung gian. Nói thẳng ra thì anh được coi như một con tin vậy. Flint và những người khác vừa rời đi, mọi người đã tổ chức một nghi lễ để mời các vị thần. Có lẽ là do vết thương của Scott hơi nặng nên họ muốn cầu xin thần linh để giúp đỡ. Lẽ ra Silver cũng phải có mặt tại nghi lễ, nhưng Marty đã nhìn quanh mà không thấy anh ta ở đâu cả. Điều này khiến cô có chút tức giận. Cô ấy cảm thấy Silver đã không hoàn thành trách nhiệm duy trì sự hợp tác của mình. Nhưng khi cô tìm thấy Silver thì anh đang đau đớn ôm chiếc chân của mình. Hóa ra chiếc chân đang bị viêm khiến anh bị sốt nhẹ. Thấy vậy Marty bày tỏ sẽ tìm bác sĩ cho anh, tuy nhiên Silver lại không muốn ai khác giúp mình. Điều này nhằm duy trì hình ảnh mạnh mẽ của anh ấy với tư cách là một tay chơi. Có thể nói Silver đã phải chịu đựng rất nhiều. Marty cũng tỏ sự ngưỡng mộ của mình, nhưng ngay cả để duy trì hình ảnh thì cũng phải dựa trên tiền đề là sống sót. Cuối cùng Marty vẫn tìm bác sĩ cho anh ta. Trên biển, Flint đang dẫn mọi người đi tìm Vay, bởi vì không ai trong số những người bản địa này từng lái thuyền. Vì vậy Flint đã yêu cầu thủy thủ đoàn chỉ đạo từng khu vực một. Nhưng không biết là do người dạy không tốt hay do người học không kỹ, những tai nạn trên thuyền cứ nối tiếp nhau xảy ra, một số thậm chí còn suýt giết người.
Đương nhiên các thủy thủ đoàn đã khiển trách người bản địa. Và trước tình huống này, Flint về cơ bản đã đổ lỗi cho thủy thủ đoàn của mình đã không dạy tốt. Điều này thực sự khiến cấp dưới phải chịu rất nhiều bất bình. Gác lại những vấn đề tầm thường này, Flint biết hòn đảo nơi dâu đen từng sống ẩn giật, vậy mục tiêu của ông ấy là ở đó. Và đúng như mong đợi, khi gần tới đó, Flint đã phát hiện ra hạm đội đang neo đậu ở bãi biển. Lúc này trên đảo cướp biển đang chơi đùa vui vẻ, dâu đen và một trong những người vợ của ông ta nghỉ ngơi trong lều. Nói về vây người vợ có chút bối rối, suy cho cùng thì dâu đen cũng không quá giả. Thật sự không cần tìm một người kế nhiệm sớm như vậy. Ông giải thích vai của mình đã từng bị thương một lần khi còn trẻ, các mảnh đạn bên trong quá nhỏ vẫn chưa thể lấy ra, vì vậy các mảnh đạn đang dần di chuyển về phía trái tim. Ước tính rằng trong 2 năm nữa ông sẽ hẹo. Nghe những lời này, người vợ ít nhiều chết lặng. Đúng lúc này có người tới báo cáo rằng Flint đã vượt qua. Jordan ngay lập tức nhận ra mình đang gặp rắc rối. Chẳng bao lâu hai nhóm gặp nhau ở bãi biển. Khung cảnh lúc này giống như một cuộc đàm phán băng đảng. Các anh cả hai bên đã ngồi vào chỗ, các em còn lại tham gia trận chiến tạm thời ngồi phía sau. Rồi Flint cũng không che giấu nói về việc đang chiêu mộ người giành lại Nassau. Khi nghe điều này, Jordan lập tức cười lớn. Vây ở một bên cũng lắc đầu vì Nassau đã mất đi bản chất lúc đầu. Những kẻ ở đó là một lũ vô ơn. Anh thực sự đã bị vây hãm chỉ vì một ít tiền. Vậy một nơi như thế thì quay lại làm gì chứ? Không ngờ Flint lại tỏ ra tức giận. Tục ngữ nói con trai không nghĩ mẹ mình xấu, chó không quan tâm đến cảnh nghèo khó của gia đình. Suy cho cùng, Nassau đã nuôi dưỡng họ hơn 10 năm, nên không thể phớt lờ mọi người chỉ vì một số trở ngại. Jordan liền cho rằng vì Flint muốn nắm quyền nên mới vậy. Thay vì nói tiếp, hãy làm theo các quy tắc. Đầu tiên họ thi đấu bằng súng rồi tới thi đấu bằng kiếm. Cứ thế ai thua sẽ bị loại. Theo tình hình hiện tại, Flint chỉ có thể đồng ý. Ngay sau đó mọi người bắt đầu đứng dậy để chống một không gian. Vòng đầu là cuộc thi bắn súng. Góc bắn súng ở đây khác hẳn so với các cao bồi miền Tây. Flint và Jordan hai người mỗi người lùi lại 7-8 bước rồi đứng yên. Khi hiệu lệnh vang lên thì hai bên sẽ nổ súng. Tiếng súng vang lên, Jordan đã ngã xuống. Mọi người nhìn thấy cảnh này cảm thấy hơi bất ngờ, bởi Jordan đã là một cướp biển nổi tiếng từ lâu. Vậy tại sao ông lại dễ dàng bị hạ ngục như vậy? Và đúng lúc mọi người nghĩ Flint đã thắng thì Jordan đã run rẩy đứng lên. Hóa ra phát súng vừa rồi chỉ làm sức bên trán của ông. Sau khi thấy Jordan vẫn ổn thì Flint đã thở dài. Rồi cả hai đã cầm kiếm lên lao vào hiệp đấu thứ hai. Hai người có thể chiến đấu mà không biết mệt mỏi. Nhưng Flint đã bị bỏ đói vì bị bắt trước đó nên thể trạng có phần thua kém. Vì vậy thời gian kéo dài khiến ông trở nên khó khăn hơn. Cứ thế Jordan đã chiếm thế thượng phong. Và khi thanh kiếm gần như đã lấy mạng Flint thì Vay đã đứng ra ngăn cản. Thành thật mà nói, anh ấy cũng không muốn từ bỏ Nassau. Nhưng trước đó anh đã phản bội Jordan và vì được ông cứu mạng nên anh đã có chút tội lỗi về điều đó. Nhưng một con người phải đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Động thái này thực sự làm tan nát mọi sự kỳ vọng của Jordan. Thời điểm này ông cũng đã yêu cầu Flint hãy đưa Vay rời khỏi đây. Chẳng bao lâu Flint đã đưa mọi người rời khỏi hòn đảo. Sau khi lên thuyền, Vay đã nói một điều. Trên con tàu buôn Tây Ban Nha trước đây anh đã nhận được một thông tin. Đó là sự việc vàng của người Lima được đổi lấy đồ trang sức. Nếu họ có thể tìm thấy lô trang sức đó, nó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc tấn công vào Nassau. Tại đó, Goodes đã thông báo cho người của mình đi tìm Jack và An, đồng thời cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi không tìm thấy họ, là mọi người sẽ phải rời khỏi Nassau. Sau tất cả, ông không dám mạo hiểm gây ra chiến tranh giữa hai nước. Trong khi đó, Jack đang lang thang vào quán rượu. Khi anh ấy tiết lộ tên của mình thì hai người của Goodes như chết lặng. Ngay lập tức một vài người lính đã vây quanh Jack. Những người này khá lịch sự với Jack. Dưới sự hộ tống của họ, anh được đưa đến dinh thống đốc. Lúc này Jack vẫn không biết tại sao mình được mời đến đây, và khi Goodes tiết lộ mục đích của mình, anh có chút ngơ ngác. Tại thời điểm này anh chỉ có thể viết một bức thư cho An. Bức thư phải phù hợp với mong muốn của Goodes là thuyết phục cô ấy giao lại số trang sức. Rất nhanh Goodes đã cử người của mình chuyển tin nhắn cho An. Mắc nghe tin Jack bị bắt cũng tìm tới gặp anh. Sau khi biết mọi chuyện đã xảy ra, cô đương nhiên cho rằng Jack đã làm đúng. Cô cũng nói trả lại trang sức sẽ giúp Nassau không bị phá hủy. Nhưng thực ra Jack đã có một kế hoạch khác. Hóa ra bức thư của anh ấy gửi cho An có chứa những mật mã. Ý nghĩa là yêu cầu cô ấy hãy trốn khỏi đây, vì anh nghĩ Goodes không lấy được đồ trang sức sẽ có hai tình huống. Đầu tiên, Goodes buộc phải rời khỏi đây và Jack có thể tận dụng cơ hội để trở lại đỉnh cao. Thứ hai là Tây Ban Nha sẽ đến tiêu diệt Nassau. Điều này đã xảy ra trước đây, nhưng đợi cho đến khi Tây Ban Nha rời đi, Nassau sẽ trỗi dậy trở lại. Cho đến lúc đó, danh tiếng của Jack vẫn sẽ được truyền lại. Cùng lúc An đã phát hiện ra mật mã của Jack, sau khi hạ ngục người đưa tin thì cô đã bỏ trốn. Sau khi biết tin, cơn tức giận của Goodes ngày càng tăng cao. Jack đã bị bắt giam và An thì đang bị truy nã. Đúng như Jack dự đoán thì Goodes đang gặp rắc rối khi không lấy được trang sức. Và vì không muốn mất chức thành viên ủy ban thì Mark đã bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Goodes. Suy cho cùng cô cũng mua địa vị của mình bằng đồ trang sức. Vì vậy lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế An và trang sức của cô đang được nhiều người nhắm tới. Vào ngày thứ hai Jack bị bắt giam thì Mark đã tìm gặp An. Cô ấy nói rằng Jack hiện đang bị tra tấn bởi Goodes. Mông của anh ấy bây giờ đỏ hết rồi. Mark nói đã thương lượng với ông ta. Tất cả chỉ cần An giao lại số trang sức thì Jack sẽ được tự do. An rất lưỡng lự sau khi nghe điều này. Nhưng sự do dự này sẽ không kéo dài. Mark sau khi trở về nói Goodes chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi sự thỏa hiệp của An. Trong khi đó người giúp việc của Goodes trong quán rượu đang gặp người hối lộ cô ta.
Joan nói Tây Ban Nha đang rất tức giận về việc đổi vàng lấy trang sức, vì vậy ngoài việc lấy lại đồ trang sức họ còn muốn mang cả Jack đi cùng. Sau đó người giúp việc đã truyền đạt điều này cho Goodes. Dưới áp lực này ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Và khi Mark biết được tin này cô không thể chấp nhận được, nhưng khi nghĩ về tương lai và địa vị của mình thì cô sẽ không mềm lòng. Có lẽ là vì sợ tâm trạng của Mark không ổn định nên Eleanor đã tìm tới an ủi, mặc dù người lái tàu này đã trở thành một công dân tốt. Nhưng có lẽ cội nguồn cướp biển vẫn còn đó trong trái tim ông, vì thế ông hơi không vui về chuyện đã xảy ra với Jack. Và đúng lúc ông đang nghĩ về điều đó, thì Flint bên kia cũng đang nghiên cứu vấn đề của Jack, Vay đã đề xuất dùng trang sức để đối phó với Goodes. Flint sau khi trở về trại đã thảo luận điều đó với nữ thủ lĩnh, ông ấy dự định tìm đồ trang sức trước, sau đó dụ đồ tiếp tế ra khu vực biển xung quanh trại. Điều này tận dụng lợi thế về địa lý. Khi nghe điều này, nữ thủ lĩnh đương nhiên không hài lòng, vì theo kế hoạch ban đầu của Flint lẽ ra phải mang về một hạm đội. Nhưng cuối cùng chỉ mang về Vay và giờ còn liên quan đến một số đồ trang sức, ông thậm chí còn lên kế hoạch tiết lộ vị trí của trại. Nhưng tính đến nỗi lo về số tiền lớn, Flint vẫn thể hiện sự chân thành của mình. Tỷ lệ thắng trận này rất cao, có lẽ đôi mắt của Flint quá nhân hậu nên nữ thủ lĩnh cuối cùng đã đồng ý với kế hoạch. Không chỉ vậy, cô cũng đang có kế hoạch cử người đến Nassau lấy một số vũ khí và đạn dược, đó là những gì Scott đã chuẩn bị trước đó. Có những người đặc biệt đang dõi theo nó. Ngay sau đó, Flint đưa Marty và tiến về Nassau. Trước khi đến nơi, mọi người lại thảo luận một chút về kế hoạch. Hành động tiếp theo của họ được chia thành 3 bước. Marty chịu trách nhiệm lấy vũ khí và đạn dược, Vay có trách nhiệm tìm ra tung tích của Jack, còn Flint thì đến quán rượu tuyển dụng người. Nhưng Billy không đồng ý với hành động thứ 3 này. Như Flint đã nói trước đây, ông muốn dọa những tên cướp biển bằng sự hồi sinh từ cõi chết. Đừng nói về việc ý tưởng này có hiệu quả hay không. Billy cảm thấy rằng đây như là một câu chuyện ma, họ được coi như đã chết và giờ đã sống lại, họ sẽ phải dựa vào những tin đồn này. Vì vậy Billy đề nghị Silver nên lên bờ để quảng bá. Suy nghĩ một lúc thì điều Billy nói khá có lý. Sau đó Silver và một vài người đã đến quán rượu dưới bóng tối bao trùm. Mark không có mặt ở quán rượu mà chỉ có vài vị khách ở đây, anh bắt đầu kể lại hành trình của mình, cùng với sự trở lại của các thuyền viên vào sáng ngày mai. Và ngay khi Silver chuẩn bị rời đi đã thấy một hình bóng quen thuộc, đó chính là tay kế toán đã theo thuyền trưởng già. Anh ta nghiêm khắc đặt câu hỏi về sự hồi sinh của Flint. Và dường như đã vạch trần câu chuyện bịa đặt của Silver, điều này khiến anh có phần xấu hổ. Để tránh tay kế toán làm hỏng buổi diễn thì anh đã cầm chiếc cốc lên hạ ngục hắn, sau đó anh còn dùng chiếc chân giả dẫm lên đầu hắn ta. Cứ thế tay kế toán xui xẻo này đã bị Silver dẫm đến mất mạng, lúc này người trong quán rượu không ai dám ngăn cản. Ở phía bên kia Vay đã tìm thấy người lái tàu của Jack, qua đó anh biết được tình hình hiện tại của anh ấy. Còn việc An có thể đưa đồ trang sức cho Goodes để cứu Jack, Vay đã nhờ người lái tàu giúp tìm ra nơi giao dịch. Cùng lúc Marty đã tìm được người canh giữ vũ khí, đây chính là nữ nô lệ được giải cứu trước đây. Sau khi biết được danh tính của Marty, cô ấy đã lấy đồ ra ngay lập tức, cứ thế cô và người của mình sẽ trở lại thuyền trước. Không lâu sau Goodes và Eleanor đến quán rượu, ông ta đã rất lo lắng về sự việc vừa diễn ra ở đây. Để ổn định tình hình, ông đã nhờ Mark giúp kiểm tra sót những tin đồn. Nói đến việc thao túng lòng người thì Mark thực sự là một chuyên gia, nhưng cô gái dưới tay cô không phải ai cũng là bù nhìn. Thời gian đã sớm đến ngày hôm sau, theo kế hoạch Flint đi thuyền đến gần bờ hơn. Những câu chuyện ma khiến một số người khá sợ hãi, Flint cũng mong đợi sẽ có một nhóm người đợi anh trên bờ. Nhưng khi ông quan sát từ xa chỉ thấy một chiếc lều của lính hoàng gia ở đó, ông lập tức hiểu ngay họ đã ngăn chặn cướp biển xuất hiện, và đó chắc chắn là ý tưởng của Eleanor. Dù vậy, Flint vẫn đưa thuyền vào bờ. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông với Goodes. Hai người ngồi xuống trò chuyện một lúc. Về quá khứ của Flint thì Goodes đã biết một số điều từ Eleanor. Goodes còn nói sau khi ân xá cho Nassau thì ông nên được coi là đàn em của Flint. Goodes chỉ không hiểu Flint đang làm gì bây giờ. Flint nói ban đầu ông thực sự muốn Nassau chấp nhận ân xá. Nhưng thống đốc ASHE trước đó đã thực sự xúc phạm ông, thậm chí còn lấy mạng người phụ nữ của ông là ba lâu. Vậy thì ông sao lại phải chấp nhận cúi đầu trước hoàng gia Anh? Goodes cho rằng hành động ân xá trước đó của ông đã chính thức bị hủy bỏ. Từ hôm nay bất cứ ai phạm tội cướp biển ông sẽ lấy mạng người đó. Nghe những lời cay đắng từ Goodes thì Flint cũng không có gì để nói thêm nữa. Sau khi trừng mắt nhìn nhau, hai người họ sẽ tạm thời không tấn công đối phương. Mặt khác, người bạn thân nhất của Vay đã giúp anh ấy tìm được điểm giao dịch. Lúc này một nhóm lính đang gặp mặt An. Theo quy trình giao dịch thông thường thì phải một tay giao tiền một tay giao người. Mãi cho đến khi những người lính chất đồ trang sức lên xe, cô vẫn không thấy Jack đâu. Khi cô nhận ra mình đã bị lừa thì chẳng thể làm gì họ. Dưới sức mạnh của quân lính, An chỉ có thể nhìn họ rời đi. Sau đó Vay bất ngờ xuất hiện, anh nói việc giao nộp trang sức chỉ là biện pháp tạm thời. Bởi anh biết Jack và số trang sức sẽ được chuyển lên tàu, vì vậy họ chỉ cần chặn nó nửa chừng khi Goodes mất cảnh giác, dù bây giờ họ đã biết Jack đang được chuyển đi. Nhưng lộ trình cụ thể vẫn chưa rõ ràng, và để không thu hút sự chú ý, Flint đưa mọi người và Vay lên bờ sẽ giữ con tàu tránh xa Nassau, trong khi chờ đợi Flint trở lại nhà bà ba lâu. Dường như ông ấy muốn cảm nhận sự thư giãn hiếm có này. An cũng không thể ngồi yên vì chưa có tin tức gì từ Jack, và vào lúc này Billy bước vào báo rằng người lái tàu đã đến. Lúc này Jack đang ở trong phòng giam và dạy con chuột một bài học về lý tưởng sống. Hai bên vừa nói chuyện được một lúc thì anh bị đưa lên một chiếc xe. Nhìn thấy những hộp trang sức trên xe, Jack dường như đã hiểu chuyện gì đó. Goodes cũng nhanh chóng giải thích cho anh ta.
rằng anh và số trang sức sẽ được gửi đến Tây Ban Nha. Nghe vậy Jack hoàn toàn đứng hình. Cùng lúc Silver dẫn nhóm người đậu tàu bên ngoài Nassau. Nơi này nằm dưới mực nước biển ở Nassau, vì vậy quan sát từ bờ biển sẽ không thể nhìn thấy phần thân chính của con tàu. Ngoài ra những cánh buồm cũng được cuộn lại, Silver cũng yêu cầu một người anh em đứng trên cột buồm. Thỉnh thoảng phải quan sát xung quanh, sau khi sắp xếp mọi chuyện Silver quay trở lại cabin thuyền trưởng để nghiên cứu. Vì Flint không ở đây nên anh hiện như người chỉ huy trên thuyền, sau đó Marty đã đến và trò chuyện với anh ấy. Đánh giá từ thái độ quan tâm thể hiện cả bên trong và bên ngoài, thì có vẻ cô đã có cảm tình với Silver. Dù cảm nhận được sự quan tâm của Marty nhưng anh không để ý lắm. Ngay sau khi Goodness hộ tống Jack đi, Eleanor đã đến quán rượu. Hai người nói về tình hình hiện tại. An đã giao lại số trang sức nếu không thấy Jack thì sao, nhưng họ lại không thấy An có những hành động nào phản kháng. Điều này khiến Mark có chút nghi ngờ. Có thể An muốn cướp xe đang bắt giữ Jack. Việc này xảy ra khi Flint lên bờ nên có thể ông ấy cũng tham gia vụ này. Vì chặng đường còn dài nên Goodness và Jack đã trò chuyện rất nhiều. Từ đây ông ta cũng biết tại sao Jack lại trở thành cướp biển. Trước đây gia đình Jack làm thợ may ở Anh, nhưng mọi chuyện đều không thể đoán trước. Bởi vì các doanh nhân lớn đã hối lộ chính phủ, kết quả là dưới áp lực của các lệnh hạn chế thương mại công việc kinh doanh may đo của Jack đã phá sản. Cha của Jack qua đời trong cơn trầm cảm, anh trốn khỏi nước Anh và trở thành cướp biển. Sau khi nghe Jack nói Goodness không còn cách nào khác ngoài thông cảm. Cuộc sống phải có rất nhiều sự không hài lòng, lúc này một số người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện phía sau. Và khi Jack nhận ra rằng những người này đến đây để cứu mình, anh ta ngay lập tức bắt đầu chiến đấu với Goodness. Chỉ là kỹ năng chiến đấu của anh ta hơi kém vẫn chưa hạ ngục được ông ta, thậm chí còn bị Goodness đánh ngất xỉu, rồi ông ta di chuyển lên ghế phía trước cầm súng lên chiến đấu. Lúc này đám lính của ông ta đã bị hạ ngục, sau đó kẻ bịt mặt đã bắn vào bánh xe khiến nó lật ngang bên đường, nhóm bịt mặt cuối cùng cũng lộ diện là nhóm của Vây. Sau vụ tai nạn Jack cũng bị thương khá nặng, An cũng có mặt trong nhóm đã rất mừng khi anh ấy vẫn còn sống, Flint sẽ lấy đồ trang sức và rời đi trước. Vừa kéo Jack ra khỏi xe thì những bóng người dân quân đã xuất hiện trên đường từ xa. Xem tình huống này mọi người nhanh chóng bỏ chạy, nhưng ngay khi Vây chuẩn bị lên ngựa thì Goodness đã đứng dậy, kết quả là ông ta đã nổ súng khiến anh ngã ngựa. Biết mình không thể bỏ chạy, Vây đã yêu cầu An và Jack rời đi trước, rồi Goodness cầm một cây gậy lớn chiến đấu với Vây, dù đang bị thương nhưng khả năng chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ. May mà nhóm dân quân đã tìm đến, nếu không Goodness chắc chắn sẽ bị đánh chết. Ngoài Big thủy thủ đoàn báo cáo có một con tàu đang đến gần từ hướng Nassau. Những lời này làm Silver cảnh giác. Anh ấy nhận ra có điều gì đó đang xảy ra trên bờ. Mặc dù vẫn chưa thấy tín hiệu của Flint nhưng Silver vẫn quyết định cập bến để đón ông ấy, nhưng lúc này ông đang quyết một mình đi cứu Vây. Thấy vậy Billy đã ngăn ông lại, vì họ đã có được số trang sức này, vậy thì nhiệm vụ tiếp theo phải là trận chiến trong trại, và chuyện này cần có sự hiện diện của Flint. Nếu không tất cả mọi việc sẽ vô ích, về phần Vây thì Billy sẽ cố gắng tìm cách giải cứu anh ấy. Cuối cùng Flint đã nghe theo lời khuyên của Billy. Ngay sau đó Silver đã dẫn người chèo thuyền đến đón Flint, Billy sẽ ở lại Nassau cùng một nhóm, Goodness đã trở về trong tình trạng khá tồi tệ. Mặc dù ông ta đã bắt được Vây, nhưng so với việc để mất số trang sức và Jack thì còn tệ hơn nhiều. Sau đó Eleanor đến phòng giam của anh ấy, tất nhiên cô không đến đây để ôn lại chuyện xưa. Thay vào đó là trả thù cho việc giết cha, Vây đã nói về cha cô Richard, ông ấy chẳng quan tâm gì tới Eleanor cả, tất cả những lời nói về việc giúp đỡ Eleanor đều là dối trá. Cái đêm anh mang Richard đến pháo đài, ông ta để tự bảo vệ thậm chí còn đề nghị dùng mạng sống của Eleanor để đổi lấy. Vậy thì ông ta có xứng đáng làm một người cha không chứ? Mặc dù không biết những gì Vây nói là đúng hay sai, nhưng Eleanor rõ ràng rất tức giận trước những lời này. Cô đã bước tới và đánh Vây một cách dã man, đồng thời là lăng mạ anh ấy trong một thời gian dài. Cho đến khi cơn tức giận được giải phóng, Eleanor mới rời khỏi phòng giam. Cô trở lại dinh thống đốc nhận được tin tức từ bác sĩ rằng tình hình của Goodness không mấy lạc quan, không phải là vì vết thương Vây đánh, mà là có một căn bệnh ở Nassau, nhưng nó không có tác dụng gì với người dân địa phương ở đây. Đối với những người đến đây lần đầu có thể đã bị nhiễm bệnh, nói một cách đơn giản là chưa quen với môi trường địa phương, vì cảm thấy mình không được khỏe. Goodness đã bàn giao quyền quản lý Nassau cho Eleanor. Trên biển, Flint và thuyền trưởng già đã cạnh tranh tốc độ suốt đêm, thủy thủ đoàn của họ đều đã kiệt sức. Lúc này thuyền đã đến rìa trại. Thấy thuyền trưởng già đang theo sát quá chặt, vậy là Flint đã sẵn sàng giữ thuyền càng gần bờ càng tốt. Khi thuyền trưởng già định dẫn người vào bờ, thì trên bờ có hàng chục người đang đợi. Xét rằng sự khác biệt quân số, thuyền trưởng già đành quay lại thông báo cho Eleanor. Trên đảo, Flint suy luận quân tiếp viện có thể sẽ đến trong khoảng một tuần nữa. Đây là lúc để họ chuẩn bị cho thử thách. Và không lâu sau, trong trại có một không khí buồn bã. Vì vết thương do đạn bắn trước đó nên Scott đã mất mạng, đồng thời mối quan hệ giữa Silver và Marty đang trở nên thân thiết hơn. Ở phía bên kia, Billy đang bắt đầu tìm kiếm nhân tài khắp nơi. Anh đã tìm được khoảng 10 người, những gì họ đang khiêu khích cũng rất đơn giản. Đó là làm ầm ĩ về Eleanor đang bị mê hoặc bởi Goodness. Sau khi nắm quyền kiểm soát, Eleanor chắc chắn sẽ xử lý những người ban đầu phản đối cô, và Vây là một trong số họ. Nói chung những lời này cực kỳ có tính kích động. Nhưng khi Billy và nhóm của anh ấy tập trung ngày càng nhiều, Mark lập tức cảnh báo cho Eleanor. Sau khi nghe tin, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Goodness hiện tại đã bước vào trạng thái hôn mê, nên để ông ta xuất hiện xoa dịu lòng người thì chắc chắn không thể.
Vì vậy cô phải kiểm soát sự lan truyền của dư luận càng sớm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, người lái tàu của Jack lo lắng tìm tới. Ông bày tỏ Vay sẽ bị xét xử và kết án vào hôm nay. Khi nghe điều này, Billy như chết lặng, nhưng anh không quan tâm quá nhiều mà sẽ dẫn người đi giải cứu anh ấy. Trong khi đó, Vay đã được đưa đến nơi hành quyết. Quá trình thực hiện hình phạt này cũng rất đơn giản. Chỉ cần đọc ra tội ác và để Vay nói lời hấp hối của mình. Không ngờ Vay lại nói rằng Nassau chưa bao giờ bị chinh phục, tại sao anh phải bị xử tử? Trên thực tế, chính quyền đang sợ hãi, chỉ khi Nassau thất thủ thì họ mới có thể yên tâm. Sau khi hoàn thành lời phát biểu này, anh cũng có cái nhìn đặc biệt về các quan chức Anh do Illinois lãnh đạo. Trong đám đông lúc này, Billy đã sẵn sàng hành động, nhưng rồi anh phát hiện Vay đang lắc đầu với chính mình. Thái độ này khiến Billy trở nên lưỡng lự. Suy nghĩ một lúc, anh chợt hiểu Vay đang lên kế hoạch cho cái chết của mình, qua đó sẽ khơi dậy cảm giác phản kháng của mọi người. Sau đó xe ngựa tiến tới khiến dây thừng treo Vay lơ lửng trên không trung. Vài phút trôi qua, đám đông dần trở nên im lặng sau tiếng ồn ào ban đầu. Đúng như Vay mong đợi thì cơn giận đã dâng lên sâu trong lòng người, nhưng vẫn chưa rõ liệu ngọn lửa có thể cháy hay không. Sau khi xử lý Vay xong, Illinois trở về gặp thuyền trưởng già để bắt đầu một kế hoạch đối phó với Flynn. Và đồng thời Joe Dan đã nhận được tin tức của Vay, mặc dù không rõ ông ấy sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nó có thể trở thành yếu tố gây mất ổn định trong trận chiến quyết định. Vay sau khi bị treo cổ, thi thể đã bị treo lên giá như lời cảnh cáo. Và sáng nay, một thuyền trưởng hói dưới quyền Illinois đã nhận được thư đe dọa. Phong cách của bức thư rất lạ với một điểm đen phía sau. Điều đó có nghĩa là người đàn ông đầu chọc này đã phản bội Nassau. Và nói về bức thư có đốm đen này, trên thực tế đó là truyền thuyết về cướp biển Nassau. Nói chung, bất cứ ai nhận được lá thư này và không tuân theo nó sẽ bị giết. Rốt cuộc có người đưa lá thư thì có nghĩa là mọi người đang tức giận về điều này. Illinois không muốn bận tâm vì sẽ ảnh hưởng của Goodness đối với Nassau. Sau khi nghe điều này, Mark có chút nghi ngờ trong lòng. Cô cảm thấy Illinois đang trả thù cá nhân. Lúc này Goodness đã tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ thấy xác của Vay. Ông ta đã đoán được phần nào tình hình diễn ra, cùng lúc nhóm của Billy đang nghỉ ngơi tại nhà bà ba lâu. Bức thư có chấm đen đó thực ra là do Billy gửi, anh ta chỉ muốn sử dụng sức mạnh mê tín này để kích thích mọi người. Tất nhiên gửi thư chỉ là giải pháp tạm thời, bởi sẽ có người coi đó là trò đùa, nhưng chắc chắn họ cũng không thể ngủ ngon trong vài ngày đầu. Và đây là cơ hội để thực hiện kế hoạch thứ hai. Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ ba, thi thể của Vay đã được đưa đi. Nhưng chỉ sau đó, thi thể của thuyền trưởng hói đã bất ngờ xuất hiện trên phố. Không còn nghi ngờ gì, đây là hành động của Billy gây ra. Từ khi về trại, Flint cũng đã chuẩn bị cho chiến tranh. Bên cạnh đó, ông cũng đào một cái hố trên đảo, mục đích là để chôn cất những thùng trang sức. Trong trường hợp này, nếu thua trận thì Goodness cũng không có được chúng. Và để giữ bí mật, vị trí này chỉ có Flint, Jack và Silver biết. Sáng ngày hôm sau, cách đó không xa trên biển, hải quân Anh đã xuất hiện. Lần này Illinois không cử toàn bộ đội quân tinh nhuệ của mình đi tấn công, nhưng đại khái mà nói thì chỉ có 300-500 người. Bởi vì phải tiếp cận bãi biển nên hải quân đã phái những chiếc thuyền nhỏ hành động trước, sau đó họ bắt đầu bắn phá bờ biển bằng pháo từ tàu chiến. Lúc này Flint đã dẫn người vào hầm trú ẩn. Mặc dù họ đã chuẩn bị cho việc này gần một tuần, nhưng thành thật mà nói, những thứ duy nhất có thể sử dụng ở đây chỉ là cát và gỗ. Chất lượng hàng phòng thủ này cũng không thể chịu được những viên đạn pháo. Với sự đổ bộ thành công của hàng trăm quân lính, tiếng súng của tàu chiến đã dừng lại. Đây cũng là lúc vai trò của hàng rào phát huy tác dụng. Lợi dụng đội hình quân đội chưa ổn định, Flint đã phát động cuộc tấn công đánh bại nhiều binh lính. Nhưng suy cho cùng thì súng thời kỳ này khá chậm khi phải nạp đạn từng viên, vì thế trong khoảng trống này đội hình tấn công của quân đội đã hoàn thành. Không chỉ vậy mà họ còn khởi động cả súng cối. Phải nói sức công phá của thứ vũ khí này vô cùng mạnh mẽ, hàng rào phòng thủ đã bị đâm xuyên nhiều chỗ. Dựa vào sự đàn áp của thứ này, quân bắt đầu tiến gần hơn đến bong ke. Xem tình huống này, Flint chỉ đạo một chiến thuật khác, đó là ném lựu đạn khói và rút lui khỏi vị trí. Và khi anh thấy Flint chuẩn bị bỏ chạy, họ lập tức phát lệnh truy đuổi, nhưng thuyền trưởng già đã kịp thời ngăn cản. Chẳng bao lâu quân đội bắt đầu dọn dẹp chiến trường, một người đàn ông xuất hiện từ đó không xa, anh ta chính là một trong những thành viên thủy thủ đoàn của Flint. Sau khi gặp thuyền trưởng già, anh ta bày tỏ không thể chịu được cách đối xử khác biệt của ông ấy, thế nên anh đến đây để đầu hàng. Khi nghe điều này, lão thuyền trưởng nhất định không tin. Để kiểm tra, ông ta đã đưa cho tóc xoăn một khẩu súng, anh ta ngay lập tức bắn hẹo một tù nhân. Nhìn vào sự tàn nhẫn này thì thuyền trưởng già cũng tin gã tóc xoăn này. Theo hướng dẫn của tóc xoăn thì ông ta đã dẫn cả đội tới ngoài trại. Trong trại lúc này chỉ một số người có năng lực vẫn đang phòng thủ, những phụ nữ và trẻ em khác đã đi trốn. Thấy Flint không có ở đó, lão thuyền trưởng đã nhận ra đây là cơ hội hiếm có. Thế là ông ta chuẩn bị dẫn đầu cuộc tấn công, nhưng ngay khi đang huy động trước cuộc chiến thì ông ta đột nhiên nhận ra vẻ mặt của tóc xoăn có gì đó không ổn. Tóc xoăn đã bất ngờ hạ gục một người lính, rồi vô số người đột nhiên xuất hiện quanh đây, và người đứng đầu không ai khác chính là Flint. Hóa ra mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của Flint. Silver đã nhận ra việc giết thuyền trưởng già trên bờ biển là không thể, thế là họ đã dàn dựng cảnh giả vờ đầu hàng. Và anh cũng giao nhiệm vụ này cho Tóc Xoăn, vậy là trận chiến khốc liệt trong rừng này được diễn ra. Tóc Xoăn thậm chí còn muốn tự tay lấy mạng thuyền trưởng già. Nhưng sự căm thù mù mắt đã khiến anh trúng đạn của lão ta. Sau trận chiến đẫm máu, Flint cũng đã lấy được mạng của thuyền trưởng già, hai bên cũng thương vong vô số kể. Lúc này Jack và An đang lái thuyền của Flint lặng lẽ tiếp cận tàu chiến anh. Điều này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng đây thực sự là kế hoạch của Flint. Vai trò của Jack là phá vỡ tinh thần quân sự anh,
Nhưng lúc này một hạm đội khác thực sự đã xuất hiện cách đó không xa, người đưa tin đã báo cáo rằng có cả cờ Anh treo trên nó. Động thái này hoàn toàn khiến Jack bị đứng hình, nhưng sau khi nghe báo cáo lần nữa thì anh đã trở nên nhẹ nhõm, bởi vì hạm đội này là của Dâu Đen. Ngay sau đó Jack đã đưa thuyền tới, về việc Dâu Đen coi Vây như con trai mình thì Jack biết điều này, anh ấy nói rằng cái chết của Vây tất cả là do Eleanor. Và bây giờ Flint đang chiến đấu với quân đội của cô ta, tình hình khá cấp bách vì có thể họ không thể trụ lâu nữa. Khi nghe điều này Dâu Đen lập tức ra lệnh cho hạm đội lao về phía hải quân. Vì lá cờ Anh được treo nên sẽ có thể đánh lừa hải quân Anh, nhưng Jack nói quân đội chính quy luôn cho rằng cướp biển là một lũ ngu ngốc. Nếu treo cánh buồm đen lên thì họ sẽ đánh giá thấp kẻ thù và bất cẩn. Và đây thường là chìa khóa dẫn đến chiến thắng, những gì Jack nói khá có lý. Ngoài ra Jack và Vây là anh em thân thiết nên Dâu Đen đã nghe lời khuyên của anh. Ngay sau khi nhìn thấy cánh buồm đen đang vươn lên chỉ huy tàu chiến, anh lập tức lộ ra vẻ giễu cợt. Ông ta đã ra lệnh cho hạm đội bắn tự do, nhưng như Jack đã nói, đánh giá thấp kẻ địch luôn là điều cấm kỵ đối với các nhà chiến lược quân sự. Khi hạm đội của cả hai bên đang bắn vào nhau, An đã dẫn đầu một số lượng lớn chiến binh bơi từ biển lên tiếp cận. Sau một cuộc đột kích ngắn, An đã chiếm thành công một tàu hải quân. Động thái này đã làm cho lữ đoàn trưởng bị sốc, dù không muốn thừa nhận nhưng kết quả của thất bại là không thể thay đổi được. Với thiếu tướng dẫn đầu cuộc rút lui thì trận chiến này sẽ chính thức kết thúc. Vậy là phần phim tới đây cũng đã kết thúc. Những diễn biến gì sẽ xảy ra trong phần phim tiếp theo? Liệu rằng Nassau có thể quay trở lại sự mạnh mẽ vốn có? Đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần phim mới nhất nhé!